Đồng chí Hà Văn Tải sinh ra trong thời quốc biến vào năm 1966. Lúc đó, đồng chí mới 17 tuổi. Tại Đà Lạt, anh đã gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng để thực hiện lý tưởng dân tộc độc lập Việt Nam được theo thể chế tự do dân chủ và mọi người Việt được ấm no hạnh phúc theo con đường của anh hùng dân tộc đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học đã vạch ra. Hiệp định Geneva chia đôi đất nước dòng sông Bến Hải, rồi Cộng sản Việt Nam xâm lược miền Nam tự do của chúng ta. Với tuổi đôi mươi, đồng chí Hà Văn Tải xếp bút nghiêng ở trường luật khoa theo tiếng gọi của Tổ quốc, lên đường cầm súng chiến đấu chống làn sóng xâm lăng của Cộng sản. Đồng chí gia nhập trường sĩ quan từ vị Thủ Đức vào năm 1972. Lúc mà chiến trường miền Nam đang tràn ngập khói lửa, nhiều sư đoàn cộng quân ồ ạt tấn công vào miền Nam của chúng ta, còn gọi là mùa hè đỏ lửa năm 1972. Cũng là lúc đồng chí Hà Văn Tải cầm súng chiến đấu trước thảm cảnh đồng minh Việt Nam Cộng Hòa tháo lui, để lại một chiến trường nặng nề và khó khăn cho quân dân Việt Nam kháng chiến, phải chiến đấu với trước một kẻ địch với sự hỗ trợ tích cực của đại khối Cộng sản Nga và Tàu. Đồng chí Hà Văn Tải là một sĩ quan cùng đồng đội đối diện với trách nhiệm nặng nề ngoài chiến trường. Dù có chiến đấu anh dũng bao nhiêu cũng phải thua trận trước sức mạnh của toàn khối Cộng sản Nga Hoa, quyết tâm nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam của chúng ta. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa thất thủ, đồng chí Hà Văn Tải đã bị Cộng sản đưa vào trại tù cải tạo 7 năm. Năm 1993, đồng chí Hà Văn Tải theo diện HO định cư tại thành phố Boston, Massachusetts. Nơi đây, anh tìm lại những đồng chí Việt Nam Quốc dân đảng để tiếp tục hoạt động thực hiện lý tưởng độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc của Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học từng ấp ủ từ lúc mới 17 tuổi. Không những thế mà đồng chí Hà Văn Tải còn tiếp tục việc đem sách và tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Hoa Kỳ. Đồng chí Hà Văn Tải không quên tình chiến hữu, nghĩa huynh đệ đã từng chiến đấu với nhau, luôn luôn gắn bó với đồng đội, cho nên đồng chí không ngại gánh vác trách nhiệm Chủ tịch Hội Sĩ quan Từ vị Thủ Đức và Cố vấn Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa tại Boston, tiểu bang Massachusetts, để tạo dựng một lực lượng đấu tranh chống cộng đồng lớn tại hải ngoại. Bên cạnh đó, đồng chí không quên dùng phương tiện đấu tranh cho một Việt Nam Cộng sản là vũ khí truyền thông và ước mơ của đồng chí, để nói lên chính nghĩa nhằm cảm hóa kẻ cai trị độc tài toàn trị Cộng sản trong nước. Đồng chí Hà Văn Tải, một thành viên trung kiên của Việt Nam Quốc dân đảng, một chiến hữu đã tin cậy của người Việt quốc gia tại hải ngoại, là một chiến sĩ truyền thông chống cộng không ngừng nghỉ. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại thành phố Orlando, Florida, đồng chí đã rút hơi thở cuối cùng. Vẫn ta đi khi dân tộc đang bị độc tài cai trị và người dân đang bị đàn áp ác hẳn, là niềm nuối tiếc khi giấc mộng ước chưa thành. Thưa đồng chí Hà Văn Tải mất đi, Việt Nam Quốc dân đảng mất một đồng chí trung kiên và năng động, chiến hữu mất đi người đồng hành đáng tin cậy, và Tổ quốc mất đi một người con yêu luôn luôn trăn trở cho tiền đồ dân tộc Việt Nam.
nhân sinh tự cổ thì vô tử. Đó là quy luật không ai tránh khỏi. Người đã vĩnh viễn ra đi, những đồng chí chiến hữu và thân nhân ở lại nguyện cầu cho đồng chí Hà Văn Tải phát danh trí tâm sống tiêu diệt miền cực lạc. Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 9 2024, Việt Nam quốc nhân đại. Kế tiếp là phần tuyên đọc bằng tuyên dương công trạng của Trung ương Việt Nam quốc dân đảng. Trân trọng kính mời đồng chí Mai Quốc Việt tiếp tục. Kính thưa bà quả phụ Hà Văn Tải, chị Phạm Kinh Liên, các đảng tử, đảng tôn, tăng quyến và toàn thể quý quan khách. Thay mặt toàn thể các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, chúng tôi kính lời chia buồn cùng tăng quyến và nguyện cầu cho linh hương của đồng chí Hà Văn Tải phát danh trí tâm sớm về cõi niết bàn. Sự ra đi của đồng chí Hà Văn Tải là một mất mát lớn của tổng vụ tuyên nguyên hùng của Việt Nam Quốc dân đảng nói riêng và của đại gia đình Việt Nam Quốc dân đảng nói chung. Đồng chí Hà Văn Tải thuộc gia đình đấu tranh chống cộng, đã từng rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ở miền Bắc, di cư vào miền Nam để tìm tự do và được sống trong một thể chế dân chủ đối đầu trực tiếp với cộng sản. Đồng chí Hà Văn Tải là hiện thân của một cán bộ Việt Nam Quốc dân đảng trung kiên và lý tưởng đấu tranh của đảng. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí còn là một chiến sĩ chống cộng, thường xuyên hợp tác với những đoàn thể Việt Nam Cộng Hòa để tạo sức mạnh chống cộng tại hải ngoại. Khi đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1993, đồng chí đã liên lạc với các đồng chí Việt Nam Quốc dân đảng tại Hoa Kỳ để mở rộng địa bàn hoạt động của đảng ở các tiểu bang toàn Hoa Kỳ. Hôm nay, đứng trước lương hình của đồng chí Hà Văn Tải, Hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng tuyên dương đồng chí trung kiên Việt Nam Quốc dân đảng. Hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng tại hải ngoại. Bản tuyên dương của Hội đồng lãnh đạo Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng. Việt Nam Quốc dân đảng, độc lập dân tộc, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng tuyên dương công trạng đồng chí Hà Văn Tải thuộc tổng vụ tuyên nghiêm quốc Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng, đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng thuộc thành phố Boston, Massachusetts và Orlando, Florida đã có những công trạng sau đây. Thứ nhất, là một cán bộ trung kiên của Việt Nam Quốc dân đảng, luôn luôn tạo điều kiện cho hoạt động đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thứ hai, liên kết với các đoàn thể đấu tranh cùng chí hướng nhằm đẩy mạnh đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước. Thứ ba, tuyên dương này đọc trước linh cữu đồng chí Hà Văn Tải, lưu lại cho bà quả phụ Phạm Kim Liên và các con cháu, phổ biến đến toàn cơ sở Việt Nam Quốc dân đảng ngày 27 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng đã ấn ký Lê Thành Nhân. Chúng tôi trân trọng kính mời bác sĩ Đỗ Văn Hội trao bằng tuyên dương cho bà quả phụ Hà Văn Tải. Trân trọng kính mời chị Phạm Kim Liên, Massachusetts. Do vậy, đảng bộ tại Orlando xin trao lá cờ vũ cho tăng quyến và thành bộ Boston sẽ thực hiện nghi thức này tại Massachusetts. Thì đợt rồi đại chúng tôi, chúng ta đã làm việc với SBS TV ở Boston. Khi chú về Florida ở năm 2019, chú đã thành lập gia đình NTV và đã mời cháu Long, Quý và Uyên phụ trách gia đình NTV
Chú là một người thầy, một người bạn và là ánh sáng dẫn đường cho nhiều người trong chúng ta. Sự công hiến của Chú trong việc chia sẻ những câu chuyện và những tiếng nói của cộng đồng và không bao giờ quên. Chúng tôi rất buồn về sự ra đi của Chú, nhưng chúng ta cũng nhận ra trách nhiệm mà chúng ta sẽ tiếp nối. Nhóm của chúng cháu là còn Long, Uyên sẽ tiếp tục. Yên nghĩ đi Chú, tinh thần của Chú sẽ sống mãi trong sự nghiệp của việc chúng cháu. Đây cũng xin giới thiệu cũng là một trong những người đã từng anh em chúng tôi hiện tại với tôi cũng đều huấn luyện các cái khóa ở tại Florida này đó. Cảm ơn chị Liên rất là nhiều tiếp đón và cháu Trinh của từ Thâm La, cháu có nhiều là người của Bắc Hải trong những cái buổi học ở tại nhà Bắc Hải không? Con xin chào tất cả mọi người và con xin cái này là chia buồn ở gia đình nhà Bắc Hải. Con hiểu đúng không? Con có cơ hội để gặp bác và làm việc với bác trong vài năm trước thì những tình cảm mà hai bác đã dành cho tụi con, cho tụi con lớp trẻ mong muốn sẽ cố gắng hơn để giúp cho chương trình này phát triển. Con thì không có phải là phóng viên, không chỉ là một người ở đằng sau bác hát được để hát những cái giấy tờ thôi, nhưng mà con vẫn cố gắng tất cả về sức của mình để có thể giúp đỡ bác và một ngày tốt hơn. Trước sự ra đi của bác, con xin chia buồn với gia đình. Chúng tôi cũng kính chị hơn cúi đầu cảm ơn quý vị đã nghĩ tình người em trai tôi đến đây hôm nay. Chúng tôi biết rằng quý vị đã không thể không biết được, bởi vì đó khi người em của tôi trong bệnh viện nắm tay các con và nói này: các con, bố sẽ ra đi bình an. Bố sẽ ra đi bình an, các con phải vui lên cho bố đi. Nhưng các con phải nhớ một điều: bạn bè và bố ở đây, những người thân yêu của bố ở đây, tất cả những gì bố có là những người ở đây. Cho bố một cơ hội, bố gặp gỡ từng chót, chia tay bạn bè của bố. Bởi vì bố sẽ biết những người này không có đủ thời gian, không có đủ mấy ngày sau có thể mới bay lên bố được. Cho bố cơ hội để bố gặp gỡ, nhìn lại những cô bạn thân thương, nhìn lại những người để cho bố nụ cười và ôm bố khi bố cần thiết. Quý vị nghĩ như vậy, đó là lý do mà có buổi lễ ngày hôm nay, buổi lễ cho Hà Văn Tải được nhìn thấy quý vị lần chót để cảm ơn quý vị và nói lên cái tâm tình của Tải với gia đình. Cảm ơn quý vị không bao giờ hết. Dù ra đi, Tải luôn luôn thương yêu và nhớ quý vị. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Và sau đây đó, chị em chúng tôi sẽ về lại Boston và đón Tải, bởi vì mẹ tôi chôn ở đó. Quý vị có thể tưởng tượng Tải nắm tay những đứa con. Các con phải vui cho bố. Khi con bước chân vào phòng này, không được khóc. Con khóc tức là con giữ chân bố lại, bố không muốn ở lại, bố muốn đi. Bởi vì Tải còn nhiều cái chuyện phải làm. Thì xưa quý vị, những sự quý vị ngồi đến đây giờ chót này, những quý vị và đến đây với quý vị mệt mỏi, quý vị khác, nhưng quý vị cứ ngồi lại với người em của chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi mới nói gì hơn,